Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em. Ngày thứ 8 anh em tân thủ thì kiểu gì cũng sẽ có những anh em bị lừa, trong đấy là giống mình. Chơi server cũ là mình đã từng bị lừa anh em nhé. Đây này, không phải là ai lừa đâu, mà chính tự mình đọc xong mình bị lừa luôn. Do là cũng chưa có nhiều kinh nghiệm đúng không? Thực ra lúc đầu mới chơi thì bố ai biết được là mấy cái tiêu này nó lại lỗ. Nhưng mà xong có kinh nghiệm rồi mới thấy là ôi giời ơi, lỗ vãi cả trưởng luôn. Nếu như mà anh em mua ở trong cái phần luân hồi điện này ở ngày thứ 8 thì anh em chỉ mua cái gói phúc địa này thôi. Nhưng mà bây giờ mình có 6 con chuột rồi, thế cho nên là mình cũng cọc mùa. Gói đầu tiên nữa, gói đầu tiên thì lỗ vãi trưởng luôn anh em ạ. Ôi giời ơi, thế mà chưa mình mua ác. Gói vật cưỡi lỗ, gói linh thú ôi rồi càng lỗ. Thế mà ngày xưa mình mua tầm 4 gói cày ạ. Gói tinh quái 1998 lỗ, gói huyết mạch lỗ, gói thần thông lỗ, gói miễn phí 20 đảo lại. Ok, đấy là tóm tắt cho anh em ngày thứ 8. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận một số những phần quà. Và đây rồi anh em ơi, với cái khả năng auto chuột thì mình lại sắp có 2000 đảo đến nơi rồi đấy này. À 1377 cũng nhanh mà, tự động phát. Đặc biệt hôm nay nó có một cái sự kiện mới mang tên là tập kết bang. À, cái này lạ này, là lạ này anh em này. À, cái gì đấy? Ô, như nào? Ô, oh wow, dùng cái điểm này có thể tăng cấp bậc, kinh vậy. Ô, mua bất phí. Wow, ôi, mua được bằng tiên ngọc. Wow, mua hết luôn. Cái này thì lãi này anh em này, mua cái này thì lại lãi luôn. Đấy. Ô, cái này nó có bạo kích nhá. Ấy, thỉnh thoảng nó nổ x3, x5 lên anh em ạ. Ái cha. Được nhá. Ui dồi. Bên này là mình xem có cái gì đấy. 129k. Wow. Được đấy chứ. Anh em nào mà có điều kiện nạp vào là cũng bú này. Cái gói bên này thì là ui dồi tận 499k. Thế mà được có 75 ấn ký 1-2. Ôi cha. Ôi chao. Lỗ anh em ơi. Đừng mua. Lỗ vách cả bều. Ôi cái gì đấy. Nhưng mà lại có cái dương, dương điểm tập kết. Ui giời ơi, tưởng là thần thông hay là linh thú cái gì tùy chọn. Lừa đấy anh em ạ, đừng bị lừa nhá. Rồi bên này thì chặt cây 500 lần, 700 lần, 1000 lần, 1200 lần, 1500 lần, 2000 lần. Dễ. Quá là đơn giản luôn anh em ạ. Điểm sôi nổi, nếu như đạt 800 thì được cái gì đây? Tinh quái truyền thuyết tùy chọn thì trong này chắc chỉ có mỗi đại sân yêu hoặc là tam nhãn chân quân là ok la, còn lại thì cũng bình thường. Và anh em ở trên né thì là liễu đạo chân. À, ok. Đấy. Sơ sơ sự kiện mới là như vậy anh em ạ. Cái này phải tích lũy thêm nhiều tí bởi vì mình thấy là dùng nhiều một lúc nó có tỷ lệ bạo kích lên nó sẽ lời hơn anh em ạ. Tiếp tục thẻ tháng nào. Nhận. Thẻ chọn đời. Tích ngày. Tiên duyên xem nào. Phước lành à? Ơ, à, lại ra gói phước lành mới này. Có khi nào lại vã 25k không nhỉ? Thôi, vã 25k nữa thì lại không được coi là cái chay. Đúng rồi anh em. Vận may. Ơ, à, cái gì đấy? Chúc mừng bạn tăng cấp. Như nào? Nhận ngay. Ơ, à, cái gì này? Cảm ơn bạn đã ủng hộ trò chơi. Đăng ký bây giờ để nhận quà phát hành và tin tức. Ờ, à, nhận đăng ký số điện thoại à. Bao nhiêu người linh thạch? Hả? Thôi, để lúc nào mà mình tắt video đi không cho anh em xem số điện thoại thì mình sẽ chơi cái này nhá. Nhưng mình nhớ một lần trước là làm này xong đăng ký số điện thoại nó toàn báo cái gì lỗi đâu không ấy. Không hiện nữa. Dỗi ấy. Bỏ qua luôn. Đấy, mỗi một lần mà phát ra mấy cái trang đấy là vào y như rằng mất cái auto con chuột. Vận may xem nào. Ô, hôm nay có vận may rồi. 500 đào này, tăng cấp linh thú một lần này. Chia sẻ đâu? Chia sẻ một lần này, triệu hồi linh thú 3 lần này. Đầu tư anh em ạ, cái này thì nên đầu tư nha. Triệu hồi linh thú đây rồi. 1 em, 2 em, 3 3 em linh thú thì mình sẽ nâng cấp em này. 1 2 Ê, 3 4 5. Đây. Đơn giản luôn, 500 lần đúng không? Vận may nó 10 lần luôn đi.
1 2 3 4 5 6 7 90. Ui giời ơi, thế là hôm nay lỗ ngựa linh thạch rồi. Nhưng nếu mà lãi thì lại hot, nhưng hôm nay thì là tạm thời lỗ anh em nhá. Thôi chờ ngày mai thôi. Hôm nay như thế là không ổn tí nào. Tiên duyên lại tiếp tục là nhận thêm này. Tập kết bang thì mình thấy vừa có thêm điểm thì phải, nhưng mà cứ làm đi. Lúc nào tích nhiều điểm thì xám thế. 23 cái bình. Ơi còn 6 ngày nữa giảm tốc ngon luôn. Động phủ túi càn khôn xem có gì không. Được cái gì nào? Cường hóa linh thú này. Thần thông 1 2 3 Hồi xuân à? 190 à? À đúng rồi. Riêng bắt đầu từ ngày thứ 8 trở đi là mình phải tích lũy lại cái thần thông rồi anh em nhé. Bởi vì nếu như mà không nạp á thì cái tích lũy thần thông này nó khó lắm. Nó tốn kém thời gian kinh khủng luôn anh em à. Đặc biệt là top mình không cao nên thì càng phải tích. Cần đâu đó là tận 14.001 thì phải là mình mới phun được cái vòng luân hồi điện. Sau này nó sẽ ra luân hồi điện là thần thông ở đây nha anh em. Bạo kích lên kích này. Ô, có món đồ chí bảo là gì luôn. Ôi 500 lần này. Thế thì vận may cũng được thêm một phát nữa rồi này. Ơ à, tự nhận nhiệm vụ luôn à. Ảo thế nhở. Ơ cái gì đấy. À nó vẫn hiện đây. Level 182 này. Hình như là chuẩn bị độ kiếp này anh em này. Đúng rồi. Lên được luyện hư trung kỳ anh em ạ. Pet 1 2 Thế thôi. Ngày thứ 8 cứ làm nhẹ nhàng đơn giản như thế cho mình anh em nhá. Khiêu chiến yêu vương thì tí nữa lên luyện hư trung kỳ mình sẽ khiêu chiến, sau đó thì sẽ đi càn quét ở trên đó cho nó được nhiều đào hơn. Tiết kiệm từng đào từng ly từng tí một. À 21 bình này, xem đánh được chưa anh em ơi. Mày à bưởi. Ồ nhìn có vẻ là qua được anh em ạ. Có đại minh vương này. Ê à, còn máu ác đấy. Ồ sai rồi. Không đeo kháng né thì chưa chắc đã qua được. Thế mà lại qua này. Chứng tỏ là cái chỉ số bạo kích của mình nó cũng quan trọng ghê ha. À hôm nay mình vừa đọc một cái comment là cuối cùng thì cũng có người chơi cá giống mình. Thì đây giao diện nhân vật cá của mình đây. Nhìn trông đẹp á. Mình thấy em cá khá là ngầu ấy. Thì anh em nào cũng đam mê cá giống mình nhớ để lại comment ở bên dưới nhá. Để mình điểm danh xem là có bao nhiêu người chơi cá nào. Ái cha, con kia đánh đau nhỉ. Ái à. Lại phát nữa xem nào. Mày đánh cái gì mà mày đau thế. À con này có hút máu này anh em này. Thế thì mình sẽ đeo cái kháng hút máu. Nếu như phát này vẫn chưa qua. Ui dồi ôi, nhưng bạo kích quả thốn chưa. Đấy rồi, độ kiếp. Lên luyện hư trung kỳ anh em nhá. Mỗi tội là ở cái phần luyện hư trung kỳ này thì mình lại chưa thay đổi ngoại hình. Vẫn là cầm con cá còi thôi. Múc. Múc. Ú là trời. Liên kích à. Đâu để mình xem lại chỉ số tức là liên kích 123. Đấy, ít nhất nó cũng phải như thế này. Liên kích bao giờ nó cũng nhỉnh hơn bạo kích một tí là ngon lành. Vì dự thường xâm lược nó là ổn áp. 22 bình nữa. Ây, giảm được nhiều ghê ha. Ấy, bảo hiểm phúc nguyên này. Thế như có 2.499.000 đầu tư vào đây là cũng búng ác này anh em này. Nhiều cái vé cho bộ tinh quái vãi trưởng luôn á. Tập kết bang xem là bao nhiêu rồi. 700 rồi. 700 đào. Ải mạo hiểm này. Ồ là lá. 10 cái. Rồi. Thế là lên được bao nhiêu. Level 8 rồi. Wow. Nhưng mà cũng chả hy vọng gì mấy ở đây. Nói chung anh em nào mà có điều kiện nạp thì mới nhìn phần quà có thể nhìn rối mắt thôi. Chứ thực ra thì mình thấy nó cũng bình thường. Không lãi mấy. Pack 10 trang bị này. Đấu pháp. Chỉ đấu một lần này xem đấu pháp rớt hạng bao nhiêu rồi. Biết ngay mà. 1.700 à. Là mới phát. Ma đại thánh. Đánh thử gọi. Ê à. Chị né hả. Ui. Ông này chơi phản rồi. Thế thì mình sẽ phải đeo cái khám phản công. Ây ghê nhở. Server này mới ra thôi mà các bố đã chơi phản các thứ kinh phết. Nhìn chung là bây giờ thì có nhiều hướng đi rồi. Đấy. Phản cũng gắt nha. Mình quên mất mình chả đọc xem là bạn ấy chơi cái gì.
Đấy, đây là ví dụ như ông này chơi né này, chơi né mà anh cầm kháng bạo này thì khó ăn lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng bạo kích được một phát là bú luôn. Ấy nhưng mà nó lại hồi máu. Ấy xì bà. Ấy kìa, cay nhỉ. Ấy à. Ờ, ông này có cả cái thực hồn chú anh em nhé. Đánh mình nó cứ bị giảm ấy liên tục này. Mana canh này chơi cái gì đây. Choáng. Ông này thì chơi linh ta linh tinh. Đánh được. Linh ta linh tinh. Ờ, cũng chơi phản công à. Thấy có phản công như thế. Nhưng không có tam nhãn chân quân thì đếch sợ. Rồi dính bạo kích ngay. Ui, ông này còn có cả giải thi pháp luôn ạ. Ghê vậy. Bạo kích thì cái này nhưng mà bị giảm mất chỉ số công nên là mình sẽ tách. Ông này chơi cái gì? Ông này chơi bạo kích với cả liên kích được. Hợp lý đánh được. Đấy, nếu như có thời gian mà ngồi cân đo đong đếm từng ông một thì đánh nó sẽ dễ hơn. Ý à. Ý à. Ui xời. Hôm nay đếch sợ ứng long rồi anh em ạ. Đếch sợ ứng long. Ông này chơi cái gì? Ông này là chơi liên kích này. Đấy, liên kích thì đeo kháng bạo cũng vẫn được. Không sợ nha. Ghê, ông này đi ải sao còn đeo cái kháng hút máu rồi trời. Ghê, cũng có đại minh vương này. Ghê, ghê. Hồi máu này. Hồi máu với chúng tôi này. Giã một gậy đi. Ok luôn. Tiếp theo lại mana canh. Mana canh thì vẫn vậy. Chiến luôn. Đánh được, hôm nay mình vừa đánh các bạn này rồi. Ấy, anh em thấy bạo kích ngon không? Đấy. Ấy. Makoto, Makoto liên kích. Chơi luôn. Ê à, bạn này thì mình thấy bắt đầu trâu hơn một tí rồi. Bởi vì là cũng chơi ong già, thế cho nên là chỉ số công HP phòng thủ cộng thêm nó khá là lớn. Lại còn có quả liên kích nhiều đấy chứ. Được đấy. Ổ náp đấy. U là trời. Ghê nhờ. Nhưng mình vẫn thắng. Yên tâm. Ma đại thánh thì chơi cái gì né. Đây phản công 145%. Đây đến bây giờ. Thực ra thì cái vật cước của mình bây giờ mình chỉ có bậc 3. Thì nó cũng chẳng khá được mấy. Nhưng cứ đeo thử xem nào. Khá được 55%. Thì ông đấy vẫn còn 90%+ cơ. À đúng rồi. Đánh xong vài trận đấu pháp thì mình phải đi khiêu chiến trấn yêu tháp cái đã. Ma đại thánh này đeo thử phải khá phản công anh em nhá. Nhưng mà ông đấy cũng chí mạng ghê nhờ. Ông đấy đeo kháng bạo. Úi giời ơi. Ghê chưa. Ông này phản công có 145% thôi mà phản công ghê thế. Cộng thêm là phản công xong ứng long đánh cùng đều đều. Đúng là nhiều khi nó cũng chỉ là một con số thôi anh em ạ. Nó không ăn được. Nhưng mà vật cưỡi của mình bậc thấp thì không đú được với ông đấy đâu. Ông này xem vật cưỡi cũng bậc 3. Nhưng mà tỷ lệ phản công của ông đấy cao. Được. Ok đấy. Ứng long bị cũng ghê phết đấy nhỉ. Sao xanh sao các kiểu lỗi. Có dòng công này cũng tạm được này. Công này cũng được thêm 10% công rồi. Có thêm tí phản công 4% nữa. Ai à. Thế này là cũng lên được cái gì đây. HP cộng 52%, cộng 52% là ông đấy build nhiều sao phết đấy. Chứng tỏ nó phải đầu tư đây khá khá đấy. Không phải đùa đâu anh em nhé. Nhìn yêu lực thấp thì thôi nhưng mà bởi vì build nguyên vào chỉ số phản công. Với cả thêm là em ứng long này nó chỉ được có 52%. Không giống như là em ong già của mình là 70%+ á. Cho nên yêu lực thấp hơn thôi. Nhưng thực tế là chỉ số của ông đấy là ngon hơn mình ấy. Nhưng, và chắc chắn điều là ông đấy cũng đầu tư ác hơn mình. Thì mà có nhiều ứng long như thế chứ. Không lấy đâu ra ứng long. Ok. Đấu pháp một lần này. Trấn yêu tháp. Rồi, chọn nhanh phát này. Khiêu chiến tiếp. Bây giờ là đến lúc mình phải đi trấn yêu tháp rồi. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi ngày thứ 9 của mình nha. Ngày thứ 8 mình nhàn lắm anh em ạ. Chỉ chơi thế thôi, đừng chơi cái luân hồi điện dở hơi biết bơi kia nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.